Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Cát Tường sẽ trổ tài nấu bếp nữa. Có một người bạn ký gửi qua cho mình, nói đây là một món rất đặc biệt. Mình vừa mới chạy vô quận 5 mua cái này gọi là thuốc bắc. Trời ơi, 200 mấy chục ngàn tiền thuốc bắc đó quý vị. Đó, cái này người ta gọi là bím bò. Mà nhỏ lớn tôi chưa bao giờ, tôi có ăn bím bò một lần rồi. Ăn bím bò một lần cách đây chắc là, trời ơi, bảo bịch cái bịch mặt, bảo bịch ngược, hèn chi nó tuột hoài. Thấy chán dễ sợ chưa? Thứ nhất là mình nấu ăn mình phải bịch mặt. Cái thứ hai là tại vì tôi mới vừa massage mặt về, làm đẹp về, tôi sợ lửa nó tát vô mặt nó hư da. Sau khi đi quay cái chương trình đường đua bồ lúa về, cái mặt tan nát, phải đi tinh trang cái mặt lại, hiểu không quý vị? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì mà nó khó mở vậy? Trân ơi, cho mượn cái dao coi Trân ơi. Trời ơi. Dạ dạ dạ. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi. Nghĩ sao mà đưa cái dao cắt cái cây rồi. Chán dần quá. Dần. Vô giùm vô coi nó là cái gì. Trời đất. Gì ghê vậy? Hả? Làm sao tôi dám đụng tay vô? Cái gì vậy? Nhỏ lớn chưa thấy này luôn á má ơi. Trời ơi, rồi cái này sao làm? Ủa? Ôi, thì nó là vậy mà. Ồ. Hả? Ê. Ghê vậy? Yêu. Trời ơi, sao nó dài vậy? Yêu. Lần đầu tiên em thấy luôn á. Trời ơi, lần đầu tiên con thấy luôn đó má. Con cũng lần đầu tiên thấy đó má. Tại mình đi ăn, thường mình đi vô đi ăn này nó chỉ có chút xíu thôi. Yeah. Trời ơi. Ý dạ. Ý dạ. Cái này nó tanh lắm, cái này mà không biết chế biến nó rất là ghê. Ủa cái này bây giờ mình phải đi rửa, à, đi rửa. Ê cái này rồi cái này sao ta, cái cây này thì mình biết rồi đó, cắt cắt ra. Nhưng mà cái cục này rồi mình làm sao, mình mổ nó ra không? Ít nhà em mình ra tao nè, mà hỏi giùm chị coi. Cách chế biến coi. Mình phải gọi cho ba mình. Rồi hỏi cái cục này là mình xử lý thì sao, có cắt nó ra không? Mình phải gọi cho ba mình. Nghe. Rồi rồi bây giờ mình phải giờ mình đi rửa đi, cái đá này nhìn nó ghê quá. Chần nước sôi là mình chế nước sôi vô luôn đúng không? Ý, nó teo lại má ơi. Teo rồi. Cái này gọi là cái tinh hoàng hả? Hạnh coi là trời, nó tanh dễ sợ luôn. Cái tinh hoàng nó đã teo lại. Chần sơ, sau đó mình mới cạo nhớt. Đó, tôi thấy cạo nhớt cho nó sạch. Đây nè. Lớp này ghê quá. Rồi, tốt nhất là xong rồi mình... Rồi, rửa rượu luôn nè. Ê, bắt nước mình chị, thêm ấm nước nó đi. Sao có người kêu rửa muối, có người kêu rửa rượu trời. Đó, mình phải cạo sạch cái nhớt này. Bắt nước thêm đi. Ba nói là cửa rượu là nhớ bóp nó nha, cho nó ra mấy cái giờ. Vậy là lúc này rửa rượu luôn nè. Ờ, chắc rồi lấy rượu đi. Cạo xong mới rửa chứ. Nhưng mà ý là lúc này là rửa rượu luôn nè má ơi. Ừ, còn lúc nào nữa, có lúc rửa này là rửa rượu nè, giống như mình mần cá thôi. Mần cá thì lúc này là rửa rượu nè. Rảnh ghê á, làm phụ nữ đẫm đang nữa. Chèn nước sôi là cho nó tái tái qua, sau đó mình mới luộc xong rồi mình mới cắt khúc rồi mình mới bỏ vô mình hầm một tiếng rồi mình mới bỏ cái thuốc bắc vô. Đúng rồi đó. Rồi má ơi, má hú luôn, có tâm chạy bên kia kìa. Thì cứ nó tâm ghê luôn á. Giao cát tường nha nha. Nha. Mấy bạn tôi tới nhà tôi chơi hang cấp giặt á, cho nên giao tôi khắc tên vô. À, hay tổ chức ăn nhậu ở nhà là mấy bạn hay cấp giặt tôi lắm, hiểu không? Gán chơi đi, trước khi mà về là không ai qua đâu. Gán ăn nhậu đi, trước khi mà về. Trời ơi, cạo dao bự coi chừng nó bè. Nè, dao bự cạo nó sướng hơn nè. Nè,
nè, dao nhỏ nhỏ cạo mắt mệt quá nè. Có rượu chưa? Khổ tâm ghê nè, rượu nè. Rồi cái con gà bưng qua bên kia, con gà thả vô nồi cái nè, từ từ nè. Gà luộc lấy nước nè. Đó, để mình thử thí điểm coi nha. Nè, bây giờ mình đi bóp rượu nè. Sôi chưa, nước sôi chưa? Lột này luôn đi ha. Đây nè Hạnh, à, thấy không, vô rượu cái mình mới lột được cái này ra nè Hạnh. Thấy chưa? Đó. Dân cạo phụ, em nghĩ là dạo như vậy cạo phụ cái nhớt bên đây đi dân. Đó, mùi thôi. Mùi rượu nó mới ra nè, đúng không? Đúng chưa, đúng chưa? Nó vậy nó mới sạch được chứ cái kia nó ghê thấy mồ. Đó, mình mới vuốt mấy cái này đúng không? Đúng rồi đó quý vị. Đó. Đây nè, mấy cái nhớt này nè, đó. Cái quỷ sứ này nè nó mới ra. Trời ơi. Vừa nãy đâm đang thứ hai. Của ngày già. Tạm biệt em. Trời vừa không vừa. Sao thấy nó hơi nhỏ hả? Thôi cũng vừa rồi. Ok vừa. Bỏ chân luôn không vậy? Bỏ. Mề gà sao? Bỏ luôn luôn. Bỏ luôn. Vai trò của người phụ nữ đảm đang thứ hai đã hết. Chị thấy này nó là hấp à. Phải nhớ là khi mà bỏ lên nồi mà hấp mình luộc sơ xong xuống là phải lửa qua nước lạnh liền cho nó giòn, rồi lúc đó mới cắt vào cái hầm. Đó. Lúc hầm mình sẽ đi qua uống cà phê. Ăn bánh tét. Sáng giờ chưa ăn gì luôn, lo chở búa mà. Sáng giờ chưa ăn gì luôn á trời, thiệt luôn á. Sạch chưa quý vị? Mọi người ạ. À, em nghĩ là em đã rất sạch sẽ rồi đó quý vị ạ. À. Đây là cái gì? Tổn tẻn. Rồi em nghĩ nó sạch rồi đó. Nè, cái này là chưa rửa nè, bây giờ em sẽ rửa. Cho Thánh coi. Ồ nó nè, nó khác liền. Nó khác liền nè chứ bộ, thấy không? Ê vậy sao cái con bò này bên bự bên nhỏ vậy là nó đi thầm. Ông nó má thầm ơi, bên. Cái này hai bên mà. Có hai đều luôn trời. Ừ. Nó ngộ. Ê, sao cái con này nó bị lủng cái gì rồi? Xì cái gì ra vậy? Ê, nó có máu mày. Đúng rồi. Lần đầu tiên luôn á trời. Ai tặng cái món gì ác ôn vậy? Em mốt ai tặng đồ là nhớ chế biến luôn, tặng qua ăn luôn nha. Đừng có mắc công bắt nấu nướng nữa. Trời ơi quý vị ơi, rửa mới có ba cái trứng thôi đó mà cái tay tôi nó mớt hết trơn à. Đó, rồi bây giờ còn á hả? Mấy cái cây dài dài nữa, bây giờ đổi rượu. Rượu này để uống mà. Rượu này để ngâm nè, ngâm củ sâm Hàn Quốc rồi nè. Bây giờ mình chơi sang dễ sợ không? Rượu xịn, rượu loại 1 miền Tây, một can 10 lít đó. Bây giờ mình đổi rượu mới nè. Để mình tiếp tục. Rượu. Rồi. Rượu mà tiếc gì. Rượu này đổ đốt nhà được cái này. Rượu này, à rượu này chống Covid được đó quý vị. Đó. Đây, bây giờ xử lý tới cái cây. Trời ơi, cái ngò pin con phò nó dài dữ vậy. Vậy là cái này nó nằm, cái này tôi đoán là nó nằm ở trong bụng á. Rồi tới hồi lúc nào sao nó mới lòi ra. Chứ sao mà nó dài dữ vậy trời. Ba em nói là nó rút từ trong luôn, bộ lòng ra hết luôn á một lần á. À, chứ bình thường nó nhiêu đây thôi chứ ha. Hả? Em thôi cũng vậy đó quý vị. Để tôi kể cho mọi người nghe. Có một lần tôi đi vô sở thú, đang coi tự nhiên trời ơi, con voi năm chân, cái tôi la lên, ê con voi năm chân. Cả mọi người đứng lại nhìn, mà đúng thiệt nó năm chân. Mà cái chân giữa, ví dụ cái chân, bốn cái chân kia thì nó bự 10, thì cái chân giữa nó bự 7. Mà nó dài xuống gần chạm đất luôn, mình mới ngạc nhiên, ủa con voi này bị dị tật hả? Sao hiểu không? Bốn cái chân nó đứng bằng cái chân kia, nó đứng giữa mà đụng đất luôn. Nhưng mà không đụng đất luôn, mà nhỏ vậy nè.
cái tự nhiên một hồi cái tự nhiên nó giỏi gì nè. Có nghĩa là nó bằng 7 phần cái con bằng con kia cái chân thiệt, cái tại 7 phần cái chân thiệt. Cái bắt đầu nó đi khoảng 5 phút rồi tự nhiên cái tôi quay lại, ố cái chân nó đã mất tiêu rồi, từ nó rút lên mất tiêu luôn. Mà người ta nói không biết, giờ cái này chưa biết thông tin chính xác làm sao. Có mấy người ở đây Buôn Mê Thuột á thì họ nói con voi á là mình không bao giờ thấy nó lân mà gọi là phối giống hết trơn á. Nó phối là nó phải đi vô, nó trốn trong chỗ rừng sâu xa. Đúng rồi. Đó. Vậy thì cái, nhưng mà vậy trong sở thú tại sao con voi nó lòi ra? Nó lòi chứ đâu có phối đâu. Hả? Khi nào nó phối thì nó khác, còn nó lòi ra nó khác. Đố các bạn biết con voi mà nó phối với nhau gọi là cái gì? Gọi là con voi xả đú. Xả đú, hiểu không? Có người gọi là đú đa đú đợn. Còn con voi gọi là xả đú thôi quý vị. Xả đú. Nè bây giờ đưa cái cây cây. Trời ơi. Trời ơi. Ghê quá vậy. Nè bà Dân, tự nhiên tôi cầm vậy tôi rửa cái tự nhiên nó thuộc là vậy tôi không gớm sao được. Ghê quá à. Trời ơi. Ghê thiệt chứ. Trời ơi. Chị hẹn mọi người 6 giờ lẫn, lúc đầu hẹn 5 giờ nhưng mà sau đó hẹn lại 6 giờ. Này hầm nhanh mà, mình chế biến mới lâu thôi chứ còn hầm có 1 tí hả? Nha, hầm nước riêu thôi nha. Rồi. Trời ơi, nó dài dữ gì. Không biết ăn uống ra sao, thấy tốn kém quá, tốn tiền chạy xe đuốc cho quận 5 mua thuốc bắc. Nó bụng quá người ơi, hai gì đây trời. Khổ thân con bé. Hôm nay con bé bị gọi là ép buộc làm đầu bếp chính nha. Chứ cái món này bé không biết đâu à. Ăn được hay không còn tùy nha quý vị. Quý vị có ý kiến nha, đừng khen chê tội nghiệp con bé. Hãy thấy cái bạn con bé chế biến rất là cực khổ và vất vả. Toát cả mồ hôi. Toát cả mồ hôi luôn. Đáng lẽ con bé mới đi mừng đẹp gì con bé phải nằm nghỉ ngơi thư giãn đồ. Sáng trước khi đi làm mặt quên xông hơi. Con bé xông hơi trước giờ làm mặt gì là không xông hơi được. Mai xong. Bao nhiêu cái nhớt cái nhơ gì tôi xé hết. Không biết mọi người nấu mọi người có xé không. Tôi lột hết cho nó trắng. Dài dữ vậy ta. Nớt tay luôn hết trời. Nè, con ăn. Những cái bò này. Có dính người nào không hỏi rượu tôi ngâm luôn coi. Ý, có máu. Ý. Có máu nè. Muốn giặt đồ quá ha. Cái này nó mùi nhùi quá vậy. Trời ơi. Ào. Cắt luôn. Nước sôi liền nha. Mùi nhùi quá vậy. Bỏ luôn ra đây. Chả hiểu là ba cái gì. Gân guốc. Râu ria. Đây các bạn biết không? Nước lạnh mình pha sẵn. Tại vì á mình nghe nói là mình cần nước sôi. Cần nước sôi xong mình bỏ vô nước lạnh liền để cho nó giòn cái bím nha quý vị. Và đây là nước lạnh pha sẵn. Nồi nước đã sôi. Bây giờ ta sẽ bỏ bím bò vô trần qua nước sôi đây ạ. Đấy. Luộc sơ rồi sắc lát rồi mới hầm. Luộc sơ nó chín mới sắc lát được. Luộc sơ rồi vớt ra quăng vô nước đá. Trời ơi thích cho nó cứng tận dưới đá đi, hồi sau cắt ta. Trời ơi không được đó, bưng ra nước đá qua hảnh. Trời ơi. Đó. Thì em tôi biết tay chế biến cái món gì mà nó lạ luôn. Ngâm vô nước lạnh liền. Cho nó giòn, giữ độ giòn. Ai coi thì cứ ăn. Trời ơi, ủa sao nó bẹt lẹt cái vậy? Ủa nó vậy đó hả? Đứng mà. Ui, ui nha. Sao có bể cái không hả? À, con cái bể cái này là nãy có hồi nãy cái bị thấy thì cứ một cái mà nó bây giờ nó ra vậy đó. Cái này nó tép lại to là nó nhỏ quá nè. Rồi cái sau cái cây cái ống nó ít không cái này cái gì? Cái kẹp cái muỗng coi phá gì đi đây. Đó. Cắt thì dày cũng đúng không? Hầm bò teo heo nở.
thịt bò thì mình phải cắt bự, thịt heo thì mình phải cắt mỏng, tại vì có cái câu là bò teo heo nở. Mặc dù cái này thịt bò cái này là nó là cái bộ phận gì của con bò, nhưng mà cắt chấm cũng là một cái nguyên lý. Ê vậy mình nghĩ cắt hàm một này trước không ta? Còn cái miếng này mình nghĩ nó mềm hơn nữa làm sao? Chứ nếu không cái này nó lục rối trời ơi. Đâu có cần mình thiết nữa đâu. Ủa vậy? Chị nghĩ là một lát cái miếng này là mình bỏ sao? Sao? Mấy cục còn trong. Cục còn đứng bỏ trước. Đó ai đài đọa cô gái? Ai đài đọa cô gái? Cô gái không hậu đẳng trang. Bình thường nó mềm ha, chị nấu nó cứng rồi. Nguyên lý gì đây? Trời ơi, dùng hết sức cần sinh đây cắt. Cực quá. Ăn uống biết sao mà thấy tôi cực quá. Mấy giờ rồi hả anh? Dạ 5 rưỡi. Cái gì? Cái cha rồi 5 rưỡi mà chưa học nữa. Học 1 tiếng mấy á? Tiếng mấy á? Học 1 tiếng rưỡi á, học 1 tiếng rồi. Còn có con gà mà. Mà còn có con gà xé chắc cũng tiêu. Thôi học lẹ, học lẹ nè. Chở con gà mà không được rồi. Mình cứ học xíu nước trước đi, cái nước đâu có đủ đâu, rồi bỏ cái nước vô sao không? Bỏ nước lại vô sao cũng được, cái ngọt, đúng không? Bắt nước sôi bên kia đi em rồi phải không? Nhanh tay lên, 5 rưỡi rồi. Trời ơi, 6 giờ 6 rưỡi là bạn nhậu tới rồi. Nhanh tay lên. Nhanh tay lên nào anh chị em ơi. Từ Bắc vô Nam nối lại biển xưa. Ta đi vòng tay lớn mới để nối sơn ha. Trời ơi, cách mạng quá vậy. Thôi mình đi. Nói chung quý vị, mình phải bỏ cái mũ inox vô. Thì nó mềm mềm nó sẽ lọc. Đáng lẽ bỏ nước đá vô nữa. Mà nãy mình quên. Bỏ cái mũi nó vô. Giờ bỏ đi vô được chưa ta? Nãy giờ nửa tiếng rồi. Rồi. Hả? Bỏ vô đi. Bỏ vô ha. Nó bụng quá, nó bụng quá. Giờ mình ăn gà trước má, còn cái món này từ từ. Ông Tiết Cương này bởi tao thấy á, người ta mời ăn nhậu nhưng mà tới sớm như vậy trời. Đói quá, đói quá. Rồi bị gì vậy chứ, bị gì vậy? Thì giờ tôi không biết. Đợi ăn, bây giờ phải có gà đắp vô. Cái chuẩn bị gì vậy? Sáng này anh chơi thể thao đó, chuyện ăn đá hết. À rồi hết đó. Mua rau sống hả chị Tường hả? Hả? Mua rau sống hả? Ăn gì đâu rau sống. Lát nữa là mua tôm hấp rồi chấm muối tiêu chanh. Bây giờ là mua nước đá giùm em. Nước đá rồi. Bia. Ê vậy này, mày gọt cái cây đi. Có trái dưa lưới bên Nhật gửi về kìa. Có trái dưa lưới bên Nhật gửi về. Rồi vô lưới Nhật Bản gửi về nha. Rồi lát ta xào cái này nữa nè, cách tới đông mình xào cái này lên. Bia, mua cho thùng bia với nước đá. Bia nhà cũng còn nhiều. Em mình đổ nước gà qua luôn được chưa? Rồi để lấy con gà mà ra mà chặt cho ông Tiết Cương ăn cho rồi. Một mình tôi ăn hết một con gà. Nãy giờ đợi đói bụng quá ăn hết cái tét hả? Nữa. Ăn hết một bánh tét chiên. Cái dĩa bự bỏ gà cái bé hả? Bánh tét chiên bơ. Được. Con gà nó vực lắm, gà này ăn ngon lắm, nước vàng uống luôn. Ngon nhất của thế giới. Nó có cái kẹt luôn. Kẹt đâu không biết. Lưu quá chứ. Cầm đi chết. Quá thất bại rồi. Bại rồi. Buộc chặt lại. Đúng rồi, mà hồi nó nát hết à. Con nát hết vô nước lụm. Rồi. Rồi thà lát ai ăn mới lấy ra bỏ vô. Đúng rồi. Ủa anh Tiết Cương. Hả? Gì? Em nghe đồn gà nó dở mà sao anh ăn quá vậy? Gà này á. Trời không ơi. Có dở, gà này là gà ta. Nhưng mà giống như là nó. Nó sao? Nó giống như nó. Để ăn thử. Thấy nãy giờ thử cũng hết đóng xương dưới này rồi đó. Gà ta nhưng mà giống như nó không được thả gông á. Nó nuôi bằng thực phẩm chức năng á. Ta? Cho nên thịt nó không được chắc. Không biết. Xạo. Không biết đó, có ăn thực phẩm chức năng của bên các tường bán hay không mà sao. Cái này là cái con gà. Người ta luộc, người ta để mà người ta hấp, mình để người ta lấy cái nước, người ta nấu cái bín gà, bín bò hiểu không? Cho nên người ta hầm cái con gà này nó hơi rột một chút xíu. Mình ăn cho nó vui, có thịt gà thôi, còn cái nước ngọt nó ra trong cái nồi bính bò rồi, hiểu chưa?
thì thấy cái còn thật... nếu bình thường người ta hấp, ví dụ như hấp cách thủy, chứ cách thủy hấp hành đó thì nó sẽ là nó ngọt thịt có con gà, hiểu chưa? Thịt nó không có chát. Im nha. Trời ơi, cái nồi bánh bò biết gì nào mềm luôn á. Bây giờ hả, mồi nhậu mình bạn bè tới rồi mà bánh bò chưa mềm nên xào đỡ, nấm mồng ngư, nấm mồng ngư xào dầu hào nhậu đỡ nha quý vị nha. Nè vẫn là chưa biết gì nào mềm luôn mà thơm nha, thơm bát ngát luôn. Thơm chưa, thơm chưa? Thơm ha. Trời ơi. Thơm ghê luôn. Mày muốn nếm thử không? Muốn. Nếm đi, nếm đi. Không nếm biết cái đứa con á. Nè, để nói cho nghe, cái này là cái đứa gái nè. Thiệt. Cái này là cắt ra từng miếng này nè. Nó là cái cục. Ủa thơm quá nè. Ừ, còn cái này là đây nè. Cục là bổ nhất là cái chót giót của nó nè. Là cái này là cái đầu, là cái đít. Cái này là cái mũi nhọn xịt ra nè. Ừ. Ồ. Ngon không? Khoai ngồi luôn đi cưng. Đường phèn. Trời ngon dữ vậy. Đường phèn chứ không? Chỉ đường phèn chứ muối thôi. Chịu kha. Nhưng mà con nó mềm chưa, mày ăn thử một cục coi. Biết cục nào đâu mà ăn nè. Để ăn cải một cục thôi. Ê, lần đầu tiên cuộc đời luôn á. Ăn thử đi. Ngồi được chứ. Bao nhiêu năm nay ăn đồ sống không? Nay mới ăn đồ chín nè chị. Ăn đồ sống, ăn đồ sống cũng mệt. Nói vậy thôi hiểu. Thử nha. Cái cục đó là chị sợ nó kia nè, chị mặc thử cái cục kia luôn, thử hai cục. Cục là cái cây mà chị nấm thảo hay, mình xê xê thê quay ánh sáng nè. Nóng thiệt luôn á. Đang nóng mà. Cục là cái gốc đúng không? Cái cục là cái gốc. Ủa, trời ơi. Cái... Mà bác sĩ... 30 năm trời mới ăn được cái này. Bây giờ mới biết. Rồi. Để mình ăn. Ủa? Được rồi hả? Phải không? Phải nè. Gọi bác sĩ Phương Thảo qua nhậu coi. Tiếng không? Mèo mèo. Ủa vậy hả? Mèo mèo hả? Thơm lừng. Ủa vậy hả? Thật đi. Không đâu đâu, để tôi thử. Mềm rồi. Mềm chưa? Đừng ngon ăn nữa. Ngon rồi, rất ngon. Phải không? Tuyệt vời, thiệt. Thôi. Sao thấy nó cứng mà? Không. Đây. Cảm giác bên baby ơi. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Tuyệt vời hả? Có mùi gì nhưng mà không hề có mùi. Rất thơm. Ừ. Rất ngon nha. Thấy chưa? Mềm rồi. Tuyệt vời. Mềm rồi, trời ơi, trời rồi. Trời ơi, các cường ơi, mỗi nhà làm được rồi. Nhất cái nắp khổ đâu, một khổ canh thủ cái này chấm gì, nước mắm mặn hả? Không, cái đó là chấm với chao, chao hoặc nước tương. Không biết, đó giờ không biết. Nước tương hả? Ờ, chấm với chao hoặc nước tương. Ngon quá. Ngon quá. Nhớ cái dĩa bỏ đây ra. Quá ngon. Trời ơi, cái cục này mà em vô chắc mình tiêu quá. Quá ngon là gia đình rồi. Giờ đợi nước nó nóng lên xong rồi đổ vô. Rồi mày sắp mày gấp vậy luôn hả? Phải, nó mềm rồi, lỡ sợ rồi nó ruột, không ngon. Giờ là vừa nè, vừa phải nè. Rồi đặt chỗ này thêm miếng nè. Rồi gỡ này ra nè. Rồi gỡ này ra nè. Mà nó chín chưa ta? Để mà gỡ cho nó ra chứ khổ. Nhưng mà nãy giờ nó chín chưa? Nó chín lâu rồi, nãy giờ có nửa tiếng rồi. Nó muốn lấy đồ ăn, bỏ được không ấy vô, nó ăn thôi. Ăn dễ vừa, có mới được rồi. Thêm nước thì uống nhiều mà. Có bao tiêu không ta, tiêu nó có ác không? Nữ nghệ sĩ Cát Tường là một nữ nghệ sĩ rất rồi, đậm gì về tình duyên. Quá bạn, quá bạn. Chơi với bạn bè là chơi hết mình. Chánh ra nước sâu chơi rồi. Hết sức. Vô. Nhưng mà toàn là bị bạn bè chơi xấu không à. Chị đi. Đây. Tội nghiệp lắm. Sau một thời gian cũng như là hồng nhan bạc phận là cổ. 2, 3. Thành quả của các tường mới chụp hình. Ừ. Lấy biến lên mới chụp chứ không thấy biến. Cái này là chị các tường phải nghiên cứu rồi phải nhẫn không? Chưa có biến.
Sắc ra rồi. Sắc rồi đó, sắc rồi đó. Sắc rồi đó. Cái chân cầu đó, chiều dài của cái cây ha. Cái này hả? Ở chiều dài của cái hàng á. Mày sai quá rồi, cái này là ngọc má ơi. Biếm là cái này nè. Cái thằng Dũng này nó làm sao đâu, nó biết cái gì về thế giới loài người á. Đây nè, cái biếm là cái cục này nè. Gì đó. Đây biếm nè. Cái này là súng. Cái này là đạn. Đúng rồi, đạn đúng rồi. Cái từ của Tiết Cương văn minh rồi đó, súng và đạn. Thằng Dũng này nó chất quốc rồi. Tôi sẽ là người đầu tiên trong cuộc sống này. Cuộc sống này. Thưởng thức cái món biến hầm thuốc bắc của nữ nghệ sĩ Cát Tường. Đây, đây là đạn. Ăn vô cho có đạn, mình giờ cũng già cả rồi. Mấy mềm chưa nha nè, nghĩa đó cái mềm. Còn đây là súng. Vậy, em ăn sẵn cái quần nó hơi chật. Còn đây là táo tàu. Nó phải đủ món, thương miếng. Còn đây là trong cái chỗ thuốc bắc không biết này gì. Là thuốc bắc không biết gọi là gì lại gọi là cục linh rồi nhân sâm rồi quế rồi đó. Gì gì là sao tôi biết cái tên được cộng mua 250.000 tiền cái này quế nè, quế để thơm thôi mà không biết có ăn được ăn luôn. 250.000 tiền cho thêm viên trời ơi đấy lẻ đi ông thêm hoài giống nổi chứ giàu con rồi rồi thêm đi nè đạn là phải 2 viên rồi đạn 2 viên súng nó dài dài xíu đó. Để mình thưởng thức cái nghe. Ủa không có cái muỗng hả? Cho cái muỗng đi, trời đẹp ơi. Mình chế rồi, cho xin cái muỗng chế rồi. Để mình thử húp một cái lẩu này cái coi. Rồi. Cái lẩu. Tối nay em Chức Cương chạy đi đâu biết nè. Ăn xong mới chạy đi đâu luôn nè. Cái này là nước á, là nấu bằng nước hầm gà ta. Rất là ngọt. Chết rồi, cái bàn nhú nhất rồi chị. Cái bàn nhú nhất rồi chị. Ngon, ngon, ngon. Thì con không có nói giỡn nha. Thiệt. Nói về đi ăn từ đó giờ tôi ăn biết bao nhiêu món đó. Mình cái món Cát Tường nấu là tôi thấy ngon nhất thế giới rồi người luôn. Đừng có xạo ông nội. Ngon quá. Nói thiệt nha. Ngon, ngon. Đừng có làm tôi mừng hụt nha. Không, cái nước là việc đó. Còn rồi, bây giờ bắt đầu vô trung tâm này. Vô trung tâm nè. Cái nước là việc phải không? Nước là quá ngon. Nước rượu gà mà. Mình ăn cũng làm mình nhẹ đạn, 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 đạn đi. Ăn xong dịch hồi hộp quá. Ăn đạn chứ ăn súng sao giật. Lát súng quá biết gì đâu. Sao? Khúc giữa thì vừa. Ông rụng răng rồi hay sao? Xung quanh hơi dài dài thứ. Chưa đủ lửa. Bấm, bỏ cái lửa lại cho em đi review xíu đi cho nó sạch nước xíu xíu. Nói chung được cái là ăn đạn mà hẩm bị hôi là được. Trời ơi, em bóp tay em bóp rượu anh chờ coi cái clip này phát nha. Dạ. Em đứng em bóp mà tao nói bóp rồi vuốt bóp vuốt vuốt bóp. Trời ơi, đã bóp vuốt thì chắc chết quá. Trời ơi, hết một cái can rượu mà hổng 10 lít ở dưới không, ừ. Dưới Vĩnh Long cho đó là em làm hết một nửa can rồi đó. Rồi cái đạn là việc rồi đó. Đạn ngon hả? Đạn là ngon, nó không có bị hôi. Rồi súng súng. Đến súng. Súng đây. Mọi người chờ đợi tôi một hồi. Hồi quá. Lát quay cái bên nước miếng đang chảy. Súng sao? Ngon. Đó. Vừa. Ngon. Nó thật thật. Ăn nó lại hơi dài dài hiếm. Nếu mà mềm quá nó lại không ngon. Nói chung là ngon quá. Ngon thiệt không? Ăn cái bộ súng đạn này ngày mai là phải đi cưới vợ liền đó. Đó. Không cưới ai, không cưới ai vậy? Cưới ai từ từ biết. Ngon phải không? Ngon. Chúc mừng Cát Tường có thể mở được nhà hàng rồi đó. Wow, vỗ tay, vỗ. Rồi, chúc mừng đi. Chúc mừng. Dạ. Ăn cái gì nhóm nhiếp hoài luôn. Ngon quá, bữa nay món nào cũng ngon hết trơn á. Cái nhà Cát Tường sang trọng dễ trời. Có tôm, có bò, có gà. Dạ mời mọi người vô. Nè nè nè, nè. Dạ, tao là tao không ưa cái đứa mà mấy đứa em út mà đi vô nhà chị nhậu mà ngồi cái ghế mà cao hơn tao nha. Tụi bay tính đè đầu tao hay làm gì? Cao cơ hơn ta hả? Hả? Đã cao rồi còn ngồi cái ghế bật lên cho cao nữa. Ngồi thì biết thân biết phận lùng lùng thôi. Ngồi càng ngày càng đẩy cái ghế cao lên hả? Bội à. Vậy mà mày cũng uống được đó hả Hạnh? Dạ được chứ. Đâu dám nói chị, đuổi ra ngoài sao?
ăn rồi con nè, ăn cái gì mà ăn quá à, tôm người ta bơ bưng ra mời khách đâu, anh Tiến ăn, em đâu ăn. Em có ăn miếng nào đâu, anh Tiết Cương nữa anh ăn. Em không miếng nào. Em bị Tiết Cương luôn mấy cái đó. Rồi, bây giờ sau khi đã ăn miếng bò, bây giờ chúng ta sẽ qua rượu xăm một người một ly nha. Dặn đi, dặn đi. Để ly cao xuống nó thấy vỏ. Đó, coi chừng nó đặt dặn đi. Nó nói nghe nắp chưa, mở cái nắp chưa. Mở cái nắp ở trên. Rồi, nó mở. Rồi, ở dưới này bắt đầu dặn rồi. Đó, bây giờ nghe chàng nha. Hay quá. Một ly rồi, cứ một người một ly đi rồi tối nay đấu kiếm luôn. Đó rồi, đó rồi. Tối nay đi đi tụt cục điện rồi. Ê, ê, trời ơi phí quá mày. Phí. Trời ừ, ơi. Tại nó còn em, nó em dặn nó còn cái giấy nữa. Em cứ tự tắt nhưng mà anh để yên nha. Chưa nha, chưa nha. Tại này nó không ấy. Ừ, cứ đụng rồi. Cũng thấy nữa. Trời ơi, tôi phải làm thấy cực quá vậy. Tao thử nó ngon chưa? Ngon vậy. Nếu mà rượu ngon tôi uống đặng đi nha. Đặng đặng ký thành đặng ký không, mùi xăm không à. Tại vì chị không biết bình này với bình kia bình nào ngon hơn á. Quá rồi đâu. Đấy rồi. Đấy cái ngọt gì là điếm bò rồi bổ rồi thuốc bắc bổ rồi còn tiếp xăm vô nó tới đâu. Lắc rồi nó chết luôn á. Khổ lắm. Khổ lắm cái gì. Ăn nhậu mà 11 giờ đêm rồi mà cái lũ quỷ sứ này nó bào hết đồ nhà mình luôn. Từ đuôi bò ăn hết rồi. Lục hết cái điện thoại, ăn ủa lục hết tủ lạnh, ăn sạch sẽ. Còn trong tủ tôi chỉ còn có một hộp bào ngư duy nhất. Một trăm mấy chục đô á. Mà nở lần nào nó bắt mình nửa đêm. Mà phải chế biến bào ngư ăn luôn. Nha, bây giờ tôi nói trước nha. Ăn biến bò rồi. Ăn rồi uống rượu xăm. Rồi bây giờ ăn bào ngư mà hồi đứa nào ói á nha. Giọng vô cho biết. Bào ngư nè, vô. Wow. Một con duy nhất. Một con ấy mình có củ hành không? Một con là 120 đô đó. Có con này. Rồi các cái này em. Nãy quên xào củ hành trước, à, lấy cái chảo bên kia người kia. Cái chảo bên kia em xào củ hành này em đổ vô. Chảo bên kia bắt cái bếp bên kia. Nửa đêm nửa hôm say xỉn rồi. Còn chế biến đồ ăn nữa. Chưa có đứt tay nha quý vị, vẫn tốt. Ngon thiệt luôn, giờ mở cái này ra luôn cho em một cái dĩa đẹp đó chân. Dạ bộ hơn là tôi nghe mà đi rừng rừng diễn sâu quá chị, em diễn quá chị ơi. Vậy là chị mình chưa có xịn chú tôi uống tiếp. Đây quán quân là có hành cái gì tâm như bỏ chai nhựa kia chọn lấy đũa chọn nào luôn. Ê, cái bự chứ bộ. Đúng không? Cắt ở nhiều trời rồi. Hả? Rồi. Đi theo bên bà nậu ăn lên. Bà nậu. 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 Bà mỗi ngày dùng lấy nhau hai một hộp xếp bữa sợ bữa trước anh làm gì bình thường những cái dân đó nhiều lắm thì bao dễ hơn thì đâu có sao đâu bao dễ hơn anh làm của ba cái thằng của anh làm dưới một
vô. Chi tiết quảng cáo xin vui lòng liên hệ 0903 600 277 hoặc liên hệ trực tiếp với Facebook Nguyễn Trí Cát Tường có dấu tích xanh chính chủ mọi người nha.